Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh Youtube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp. Tôi là Cao Nguyên. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với binh chủng đặc công, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến thăm và làm việc với binh chủng đặc công. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị binh chủng đặc công cần chú trọng xây dựng lực lượng đặc công Việt Nam, đặc biệt thiện chiến, tinh gọn mạnh, đủ sức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đảng quỹ Bộ Tư lệnh, cấp quỹ chỉ huy các cấp của binh chủng đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và phát triển các lực lượng đặc công theo hướng tinh, gọn, mạnh, thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm đặc công, đơn vị đầu ngành, chống khủng bố toàn quân. Chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao tổ chức diễn tập theo các phương án tác chiến đạt chất lượng rất là tốt. Đồng cảm chia sẻ với những khó khăn vất vả của bộ đội đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng cần quan tâm đặc biệt tới lực lượng đặc biệt này bằng sự chăm lo, chính sách thật sự đặc biệt, giúp cán bộ nhân viên chiến sĩ đặc công bảo đảm tốt các yếu tố luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết số 24 về chiến lược quốc phòng Việt Nam, kết luận số 31 về chiến lược quân sự Việt Nam, nghị quyết số 29 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, tham gia tích cực có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phối hợp với quân đội các nước trong ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đoàn công tác quân ủy trung ương bộ quốc phòng do thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, cục trưởng cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam làm trường đoàn đã đến dân hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, thể hiện sự tưởng nhớ biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, sắt son giữa hai nước Việt-Lào hoạt động được Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vào lúc 23 giờ ngày 17 tháng 12, tại Cảng Trân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế, vùng Cảnh sát biển 2 và lực lượng chức năng đã bàn giao 7 thuyền viên bị nạn, được tàu Hai An Park cứu cho chủ tàu Sa Bảo 19. Trước đó, lúc 3 giờ 15 ngày 17 tháng 12, tại khu vực biển cách Bắc Sơn Trà 35 hải lý, tàu Sa Bảo 19, tàu hàng quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 9 thuyền viên, hành trình từ vũng tàu đi Nghi Sơn, Thanh Hóa, bị sự cố nước vào hầm hàng khiến tàu chìm. Đến 3 giờ 40, tàu Hai An Park quốc tịch Việt Nam, cách vị trí bị nạn 1,5 hải lý, cơ động tiếp cận và hỗ trợ cứu được 7 thuyền viên, còn 2 thuyền viên bị mất tích. Nhận được lệnh từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tàu Cảnh sát biển 6006 đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực tàu bị nạn, đã đến khu vực phối hợp với các lực lượng trên thực địa tổ chức tìm kiếm cứu nạn thuyền viên của tàu Sa Bảo 19 bị mất tích. Đến 17 giờ cùng ngày, một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi đã cứu được hai thuyền viên còn lại của tàu Sa Bảo 19. Tàu Cảnh sát biển 6006 tiếp tục phối hợp với tàu Hai An Park tiến hành đưa 7 thuyền viên bị nạn về đất liền bàn giao cho cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế và biên phòng cảng Trân Mây. Sáng nay, Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang quân khu 7 năm 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề vang mãi khúc quân hành, chương trình tập trung ca ngợi đảng Bắc Hồ tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc quân đội, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu 7, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc, đây là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau. Qua đó cũng phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, phong trào tiêu biểu. Đồng thời có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, bồi dưỡng sát thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại đơn vị trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của cán bộ chiến sĩ. Cục Hậu Cần Quân Khu 4 tổ chức khai mạc giải bóng truyền chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tham gia giải bóng truyền lần này có 6 đội tuyển đến từ các cơ quan đơn vị thuộc cục chia thành hai bảng thi đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt lấy hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng ở bán kết vào thi đấu chung kết và hai đội thi ở bán kết đồng giải ba. Đây là giải bóng truyền nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn cục, góp phần xây dựng và phát triển phong trào thi thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 12 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.